Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Nơi VinFast VF34 hết bao nhiêu tiền mỗi tháng? Nếu chỉ tính tiền phí sạc pin và thuê bao pin, chi phí bỏ ra cho mỗi km di chuyển là hơn 1.800 đồng, tương đương với 1,8 triệu cho mức di chuyển khoảng 1.000 km. VinFast vừa chính thức bàn giao những chiếc ô tô điện VF34 đầu tiên đến tay người đã đặt mua trước đó. Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, VinFast đã công bố một trong những thông tin được người tiêu dùng mong chờ nhất, giá sạc pin cho xe, đồng thời điều chỉnh gói thuê bao pin cho khách hàng sử dụng VF34. Từ đó, người ta có thể tính ra phần nào về chi phí sử dụng chiếc xe này. Không tính một số loại chi phí cố định cho tất cả các xe, cùng phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm hay phí cầu đường, ba loại chi phí có phần khác biệt của VF34 so với xe xăng, cùng có phí thuê bao pin, phí sạc điện và phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Do VinFast chưa công bố phí, các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng cho VF34 nên thời điểm hiện tại người ta chỉ có thể tính hai loại chi phí còn lại, gồm phí thuê bao pin và sạc điện. Cũng cần lưu ý là phí thuê bao pin cho VF34 sẽ được tính sau khi kết thúc một năm nên mức tính hiện tại dành cho năm đầu tiên người dùng sở hữu model này. Ngoài ra, phí sạc pin được tính cho việc người dùng hoàn toàn sử dụng trạm sạc công cộng của VinFast. Nếu sạc tại nhà, mức phí có thể sẽ khác đi do biểu giá điện. Với phí sạc pin, VinFast đã công bố biểu phí sạc tại các trạm công cộng của hãng là 2.834 đồng trên 1 kWh, chưa tính thuế VAT. Để sạc đầy cho chiếc VF34, sử dụng pin 42 kW, người dùng sẽ phải trả 119.000 đồng cộng 10% VAT là 138.000 đồng để di chuyển cho quãng đường khoảng 250 km, trừ hao so với mức lý thuyết là 285 đến 300 km. Chẳng hạn, với mốc người dùng di chuyển khoảng 500 km một tháng, đúng bằng với mức giới hạn mà VinFast đưa ra, người dùng sẽ mất 138 × 2 là bằng 276.000 đồng tiền sạc cộng với 657.000 đồng một tháng tiền thuê bao là bằng 933.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, mức 500 km một tháng được xem là khá ít so với đa số nhu cầu sử dụng của người dùng tại Việt Nam hiện nay, di chuyển chưa đến 20 km một ngày. Với mốc 1.000 km một tháng, mức được xem là cơ bản với nhiều người sống ở khu đô thị tại Việt Nam hiện nay. Số tiền mà người dùng phải trả để sạc điện sẽ là 138.000 đồng nhân 4 là bằng 552.000 đồng. Trong khi đó, với 500 km vượt khỏi giới hạn của gói thuê bao, người dùng sẽ phải trả 1.315 đồng 1 km vượt, tương đương với 657.500 đồng. Tổng mức phí sử dụng cùng phí sạc pin cộng phí thuê bao cộng số km vượt sẽ là 552.000 cộng 657.000 cộng 657.500 bằng 1.866.000 đồng một tháng. Ở mốc tiếp theo là 1.500 km một tháng, mốc mà VinFast tính toán là phổ biến với đa số người dùng ô tô tại Việt Nam. Số tiền dùng phải trả để sạc điện là 828.000 đồng, tổng phí thuê bao là 1,972 triệu, tổng chi phí là 2,8 triệu đồng một tháng. Tính ra, mức phí cho việc di chuyển của VinFast VF34 sẽ là khoảng 1.866.000 đồng cho mỗi km. Chi phí bảo dưỡng ô tô điện như thế nào? Ô tô sử dụng các động cơ đốt trong muốn hoạt động tốt cần phải đảm bảo các bộ phận dẫn động với hàng loạt những chi tiết được bôi trơn định kỳ. Nếu không thay dầu thường xuyên, động cơ nhanh chóng bị bài mòn khiến công suất hao hụt, thậm chí phải sửa chữa hoặc thay mới. Trong khi đó, ô tô điện không có piston, fan và các hoạt động đốt cháy nên không phải thay dầu thường xuyên. Vì thế, chi phí bảo dưỡng ô tô điện thấp hơn so với xe xăng. Theo báo cáo của Văn phòng Hiệu suất Năng lượng và Năng lượng tái tạo Mỹ, ô tô con dùng động cơ đốt trong cần trung bình 0,1 đô la Mỹ phí bảo dưỡng cho mỗi 1,6 km một dặm, nhưng con số này chỉ là 0,061 đô la Mỹ ở ô tô điện. Ngoài ra, sự chênh lệch của chi phí bảo dưỡng xe điện so với xe xăng còn xuất phát từ hệ thống dẫn động. Hệ thống này trên ô tô điện loại bỏ tới 20 bộ phận truyền động so với xe xăng dầu. Vì thế, các chi tiết cần bảo dưỡng sẽ ít hơn và quy trình thực hiện cũng đơn giản hơn. Các chuyên gia ô tô nhận định, nếu được bảo dưỡng đúng cách, vòng đời ô tô điện trong vài năm tới có thể đạt khoảng 500.000 km.
Nhờ các ưu điểm này, xe được mệnh danh là loại xe không có gì để hỏng và các hãng ô tô điện cũng thường xuyên đưa ra chính sách bảo hành khoảng 10 năm so với mức 3-5 năm của xe sử dụng động cơ đốt trong. Từ cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!